Kính chào quý vị, chúc quý vị buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình hôm nay có một số nội dung đáng lưu ý sau đây. Sáng nay, tỉnh ủy Long An tổ chức họp mặt các cán bộ xã phường thị trấn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Phần tin trong nước, nước mặn xâm nhập sớm và diễn ra ngày càng gay gắt, khiến cho các trà lúa vụ đông xuân ở tỉnh Sóc Trăng chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu kéo dài thêm 2 tuần việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran. Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và các đồng chí lãnh đạo quận ủy, quận 8 và quận 11 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt và tặng quà cho gia đình từng là cơ sở cách mạng cánh tay Nam tại ấp Dòng Lớn, xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016. Về thăm lại dùng căn cứ của cán bộ chiến sĩ cánh tay Nam trong kháng chiến là một trong những hoạt động được lãnh đạo trung ương cũng như địa phương quan tâm thực hiện trong mỗi dịp xuân về nhằm ôn lại truyền thống của đơn vị. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí cùng đi trong đoàn đã ân cần thăm hỏi chúc Tết, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình từng là cơ sở cách mạng, những người đã từng che chở nuôi dấu các cán bộ chiến sĩ cách mạng hoạt động an toàn trong lòng địch cho đến ngày giải phóng. Đồng thời cũng là những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu với vai trò là giao liên, vận chuyển vũ khí, lương thực, phục vụ kháng chiến. Cùng với ý nghĩa tri ân, hoạt động về nguồn hàng năm tại vùng căn cứ kháng chiến còn giáo dục lòng yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc để thế hệ trẻ tiếp tục phát huy. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo quận ủy quận 11 và công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 30 phần quà cho gia đình cơ sở cách mạng tại xã Mỹ Hành Nam. Thưa quý vị, sáng nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng Xuân Bính Thân năm 2016 với bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến dự buổi họp mặt có bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Trần Văn Cần, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm cùng các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi họp mặt, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm đã báo cáo tóm tắt tình hình công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2015, trong đó khẳng định, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An trong năm qua vẫn vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm GDP năm 2015 đạt gần 22.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 11,6%, cao hơn cùng kỳ 11%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, GDP bình quân đầu người 50 triệu đồng một người một năm, tăng gần 6 triệu đồng một người một năm so với cùng kỳ. Góp phần vào thành công chung đó có sự đóng góp tích cực của mọi cán bộ chủ chốt cấp xã. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả mà hệ thống chính trị cấp xã, phường, thị trấn đạt được trong năm qua. Đồng thời mong muốn sự nỗ lực và kết quả đó tiếp tục được phát huy trong năm 2016 bằng cách đổi mới phương thức, lối làm việc, phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường khai thác nguồn thu và chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhân dịp đón xuân mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm chúc các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp xã đón Tết Nguyên đán Bính Thân nhiều sức khỏe để lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển. Dịp này, 60 cá nhân là các cán bộ chủ chốt xã phường thị trấn được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, ủy viên chuyên trách, vụ trưởng vụ an ninh quốc phòng dẫn đầu đã đến trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Long An. Được biết, gói hỗ trợ an sinh xã hội xây nhà đại đoàn kết nằm trong chương trình Nghĩa tình biên giới biển đảo quê hương lần thứ 3 đã được Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2015 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Qua chương trình đã vận động tài trợ kinh phí an sinh xã hội được hơn 100 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết cho cán bộ chiến sĩ khó khăn và người dân nghèo đang sinh sống làm việc nơi biên giới biển đảo. Trong đợt hỗ trợ này, tỉnh Long An có 10 hộ nghèo được trao tặng kinh phí xây nhà, mỗi hộ 40 triệu đồng. Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết cho biết, chương trình Nghĩa tình biên giới biển đảo quê hương nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục và khẳng định chủ quyền biên giới, chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của nước ta, tuyên truyền các vấn đề an sinh xã hội đối với người dân sống tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân về việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thưa quý vị, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sắp diễn ra là một sự kiện chính trị đang thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước. Hướng đến sự kiện chính trị quan trọng này, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Long An cũng đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng để tiếp tục phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững trên mọi lĩnh vực. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến sau đây, mời quý vị theo dõi. Đối với người dân chúng tôi mong rằng là đại hội này bầu ra những người lãnh đạo quốc gia có đức có tài để làm sao mà chuyển đổi đất nước mình càng ngày càng tiến nhanh, tiến mạnh bằng những khu vực địa vực của như Đông Nam Á. Do đó mong rằng là những người nguyên thủ quốc gia này á làm sao quan tâm đặc biệt hơn đối với bộ phận nông dân chúng tôi. Bởi vì hiện nay chúng tôi phải nói là người nông dân ta lắm chân bùn, phải nói là rất là vất vả, làm ra sản phẩm nhưng mà không định được cái giá cả mình. Giá cả mất giá nhiều lắm, được mùa mất giá, được giá thì mất mùa. Do đó thì cần có nhiều chính sách ưu đãi đối với lại nông dân chúng tôi. Thí dụ giờ gia vốn ngân hàng ha, tạo chuyện thế nào để đầu ra sản phẩm chúng tôi có được giá cả không bấp bênh như hiện nay. Có thể quan sát trên các tuyến đường cũng như địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, đánh nhau, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Đó là nhờ có gần 80 camera được lắp đặt ở các tuyến đường khu phố trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Nhờ mô hình camera an ninh này mà tình hình tội phạm ở những nơi có trang bị phương tiện được mệnh danh là mắt thần này đã giảm đi một cách đáng kể, làm cho những người dân ở đây hết sức phấn khởi. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của các phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh mà hệ thống dữ liệu của camera an ninh ghi lại. Chúng tôi không khỏi bất ngờ khi thấy đối tượng liều lĩnh giữa ban ngày xông vào một cửa hàng để thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, nhờ hệ thống camera nên rất nhanh chóng, công an xã Mỹ Lộc đã kịp thời chốt chặn và bắt được đối tượng. Đây chính là một trong nhiều vụ việc mà camera an ninh đã góp phần cùng với lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ kịp thời. Hay những trường hợp tai nạn giao thông xảy ra trên đường như thế này. Trước màn hình quan sát được bố trí ở trụ sở công an xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tổ trực ban dễ dàng giám sát các trục đường chính, ngõ hẻm ra vào địa bàn. Qua hệ thống camera này, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý rất nhiều vụ việc, bắt giữ các đối tượng và kịp thời ngăn chặn các vụ tụ tập gây rối, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm và các tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, hệ thống camera còn có thể theo dõi việc vứt rác không đúng quy định của một bộ phận người dân thiếu ý thức, từ đó có biện pháp tuyên truyền, xử lý phù hợp. Nhà có mô hình camera này mà mọi người dân là an tâm. Riêng bản thân tôi thì tôi phấn khởi vì địa phương đã xây dựng được mô hình camera phòng chống tội phạm này, giúp cho bản thân tôi và gia đình tôi là an tâm là lao động sản xuất. Hệ thống camera từ tổ dân phố, khu phố, khu nhà trọ phức tạp trên địa bàn xã sẽ truyền dữ liệu thu được về trụ sở công an xã. Ở đây, qua việc phân công trực giám sát tình hình qua màn hình theo dõi 24/24, nên lực lượng chức năng có thể nhanh chóng thông báo cho lực lượng tuần tra phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phòng ở khu phố theo vòng tròn khép kín. Tình hình tội phạm tại những nơi có trang bị camera an ninh được mệnh danh là mắt thần này giảm một cách đáng kể, nên người dân nơi đây rất phấn khởi. Con tôi đi làm ở Phú Lưu á, về đêm thì gia đình chúng tôi rất là lo sợ. Bây giờ bà con buôn bán ban đêm đó thì chúng tôi bà con rất là lo lắng, nhưng mà từ khi có cái lắp đặt camera thì gia đình tôi, riêng gia đình tôi thì cũng mừng là không còn lo sợ gì nữa hết, và những người dân ở trong ấp đều rất là yên tâm. Tết Nguyên Đán đang cận kề, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Do đó, mô hình này được xem là khắc tinh của tội phạm. Nhìn chung cái mô hình camera là hiệu quả từ tới giờ đó là giảm là rất cái nhiều. Một là vệ sinh môi trường là sạch. Hai là cái chỗ cái tai nạn giao thông, rồi an ninh trật tự, an ninh
nông dân giữ gìn được cái an ninh nông thôn. Lúc đầu thì khó, hiện tại bây giờ là mô hình là rất là thuận, tại sự đồng tình của dân đem cái thiết thực lại cho đời sống, giữ gìn cái an ninh trật tự cho nhân dân, thì nhân dân rất là phấn khởi. Dự kiến giai đoạn 3 thì mấy tôi sẽ lắp đặt hết từng tuyến đường giao thông nông thôn với cụm dân cư. Hiệu quả từ mô hình camera an ninh đã rõ, nhưng khó khăn hiện nay là kinh phí vận hành, bảo trì lâu dài và lắp mới. Vì thế, để phát huy hiệu quả của mô hình, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn, mà trong đó người dân là chủ thể quan trọng, góp phần cùng chính quyền địa phương bảo vệ an ninh trật tự, đem lại bình yên trên từng địa bàn dân cư. Sau đây là thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, một vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Tân An làm thiệt hại 4 cửa kính, trị giá khoảng 8 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ về tình hình trật tự an toàn giao thông. Lực lượng tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông xử lý 314 trường hợp vi phạm, phạt hơn 325 triệu đồng, tước 33 giấy phép lái xe. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, nước mặn xâm nhập sớm và diễn ra ngày càng gay gắt khiến cho các trà lúa vụ đông xuân đang trong giai đoạn làm đồng của nông dân trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Những đồng lúa chết khô, những con kênh cạn nước, những khuôn mặt hiện lên sự buồn thảm vì vụ mùa mất trắng. Tại xã Lịch Hội Thượng, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng xâm nhập mặn. Tình cảnh chung của nông dân hiện tại là tới đâu hay tới đó, vì với họ, vụ mùa này coi như thất bại toàn diện. Hộ chịu ảnh hưởng nhẹ nhất thì giảm năng suất từ 30 đến 50%, hộ nặng thì mất trắng. Anh Lâm Bên ở ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng vẫn hàng ngày ra ruộng để xem các trà lúa đã héo khô của gia đình. Không chỉ anh Lâm Bên, những hộ trồng lúa gần đấy cũng chung tâm trạng và sự lo âu về vụ mùa thất thu do tình trạng xâm nhập mặn diễn ra sớm. Mặn là lúc mà lúa đang dậm rồi biết mặn hay là cái gì nó chết từ, chắc bị mặn, lúa này chắc bỏ trắng luôn à, không có cứu được. Cây rọn nước ngọn cho nên trong lúc sợ là 20 mấy ngày nó cũng ảnh hưởng về môi trường nước, rồi hơn nữa là khuẩn, rồi dịch bệnh, thì kéo dài cho đến hôm nay là mình không có tiếp tục được nữa. Khuyến cáo cho bà con những cái trà lúa còn, tức là còn xanh, còn tốt, thì chúng ta chỉ bơm lên và xả nước bỏ, không giữ nước trên ruộng để tạo cho điều kiện cây lúa đâm cái rễ mới để chờ nước ngọt đến để mà bơm lên cái trà lúa để cứu cái trà lúa. Là địa phương giáp tranh với biển nên trên địa bàn huyện Trần Đề có các xã đang bị ảnh hưởng nhiều nhất như Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Trung Bình và một số xã lân cận. Hầu hết các kênh trên địa bàn của huyện đều đã cạn, không đủ nguồn nước tưới cho trà lúa đông xuân. Đa phần trà lúa đang ở giai đoạn từ 50 đến 75 ngày tuổi. Diện tích lúa có khả năng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn trên 1.200 hectare. Dự báo thời gian tới nếu không có nước ngọt cung cấp cho hệ thống kênh nội đồng thì khả năng thiệt hại vụ lúa đông xuân trên địa bàn huyện sẽ tăng cao hơn so với diện tích hiện tại. Đối với cái trà lúa đông xuân của năm 2016 từ khi xả đến nay là khoảng tháng 10 thì lượng mưa rất là ít. Năm nay thì chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái điểm mà để cho cái độ mặn tăng cao như cái giai đoạn hiện nay. Cái thứ nhất là cái lũ đầu nguồn không có, năm nay lũ đầu nguồn rất là thấp, do đó mà cái lượng mà nước ngọt từ cái thượng nguồn á nó đổ về dưới cái cuối nguồn của chúng ta là không có, do đó cái độ mặn nó sẽ tăng. Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã giao cho các trạm thuộc hệ thống của ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra độ mặn ở các cống và các kênh rạch để khi độ mặn thích hợp cho nước vào được sẽ thông báo cho bà con bơm nước lên tưới. Ngành nông nghiệp huyện cũng khuyến cáo bà con nên thăm đồng thường xuyên để kiểm tra độ mặn trước khi bơm nước vào. Có thể sử dụng một số loại phân để giúp lúa vượt qua độ mặn hiện nay nhằm giảm thất thoát. Được mệnh danh là nơi trồng hoa lớn nhất khu vực phía Bắc, làng hoa Tây Tựu trong những ngày gần Tết đang ngập tràn sắc màu của các loại hoa, ghi nhận của phóng viên thời sự về một làng hoa ở Từ Liêm, Hà Nội. Là hộ dân sống bằng nghề trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu, trong dịp lễ Tết đến gần, hộ ông Nguyễn Hữu Nhàn tất bật chuẩn bị các sào hoa cúc để bán. Giá bán của những bông cúc này vào khoảng 2.000 đồng một bông. Ngoài những khách đến mua tại vườn,
thì còn có những tiểu thương đến mua qua để bán trong những ngày cận Tết. Những ngày bình thường ấy thì là dân là đi bẻ đi chợ bán, thế nhưng những thường vào ngày cận Tết hoặc ngày giáp tuần mùng 1 hoặc là ngày rằm ấy thì là những người ta mua để đi chợ đấy, người ta ra tận ruộng người ta tìm nó mua để được cái hoa nó đẹp hơn. Cũng như ông Nhàn, gia đình nhà chị Linh, một trong những hộ dân có diện tích trồng hoa ly lớn tại Tây Tựu, cứ đến gần dịp Tết, gia đình chị lại quy động mọi người chuẩn bị cho công tác chăm sóc và bán hoa. Những ngày cận Tết, giá của mỗi loại hoa cũng có sự thay đổi nhất định. Đối với hoa ly, có giá dao động từ 35.000 đến 50.000 đồng một cây. Làng hoa Tây Tựu này có tiếng về các loại hoa, hoa từ hoa cúc đến hoa hồng, rồi đến các loại ly. Có thương lái và hỏi nhưng mà họ cũng chỉ là để đặt vào Tết mua thôi. Hầu hết người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề trồng hoa, và chất lượng hoa ly hay hoa hồng, hoa cúc tại làng hoa Tây Tựu giờ đây không thua kém gì hoa Đà Lạt. Năm hết Tết đến là một dịp thuận lợi cho việc trồng và tiêu thụ hoa nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, làng hoa Tây Tựu nổi tiếng từ hàng chục năm nay. Với diện tích hơn 500 hectare, làng hoa Tây Tựu có thể đáp ứng được số lượng hoa cho các thương lái đến từ 6 tỉnh biên giới phía Bắc và tất cả những người yêu hoa muốn mua hoa vào dịp Tết ở khắp mọi miền Tổ quốc. Để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong dịp lễ hội năm 2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016. Theo đó, các sở ngành trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không cấp phép tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi, vi phạm nếp sống văn minh, vận động nhân dân loại bỏ hoặc thay thế các tập tục không còn phù hợp, những hành vi bạo lực, phản cảm, gây bức xúc dư luận xã hội. Với những lễ hội lớn, thu hút đông người và kéo dài ngày, phải xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối, giảm tần suất quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội, có phương án phòng chống thảm họa thiên tai, cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân và du khách tham gia. Không để các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam trong các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng luật di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.